Xin chào tất cả mọi người. Sẽ không có kết nối, mạng chậm hay mạng kém nhỉ? Xin chào mọi người. Không chữ ai vào chơi với cả. Ngắn thẻ bạn này. Xin chào mọi người. Xin lỗi mọi người, làm bác sĩ cũng muốn là livestream thường xuyên hơn nhưng mà cái giọng của bác sĩ là hơi có vấn đề một chút, tại vì thời tiết thay đổi nên là thành ra nó sẽ hơi viêm thanh quản. Hôm nay bác sĩ có thời gian để bây giờ giọng mới hồi lại, bắt đầu mới ngồi được để livestream với cả mọi người, để chia sẻ với mọi người một chút về các bệnh lý về phụ khoa và cổ tử cung, tại vì những cái vấn đề này thì nhiều người vẫn đang hơi nhầm lẫn một chút, và nhiều bạn rất là chắc là có nhiều thắc mắc đúng không ạ? Thì mọi người hãy comment ngay ở dưới này để để bác sĩ sẽ đọc và trả lời cho mọi người nhé. Xin chào mọi người ạ. Xin chào anh Trần Văn Tiến, bác sĩ. Chào mọi người, chào Đặng Hiếu Minh, bác sĩ Du. Khá là nhiều người vào xem rồi. Chào Nguyễn Hằng, chào chị Trang. Xin chào tất cả mọi người ạ. Chào Nguyễn Hữu Hoài. Thứ tiết nay bắt đầu trời, bắt đầu đang trở lạnh rồi đúng không ạ? Chào em bác sĩ xinh đẹp nhé. Dạ cảm ơn chị nhé. Bác sĩ xinh gái quá. Cảm ơn Nguyễn Hữu Hoài. Hôm nay thì mọi người có thắc mắc gì về các vấn đề về bệnh lý phụ khoa, viêm âm đạo hay là viêm cổ lộ tuyến, cổ tử cung gì đó thì có thể nhắn tin cho bác, comment ở dưới thì bác sĩ có thể đọc và trả lời cho mọi người nhé. Chào anh Gấu, chào Như Thảo, chào anh Lưu Tuấn Phong. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi một chút về cái phần giải phẫu của cổ tử cung và âm đạo nhé. Mình sẽ nói rõ một chút để cho mọi người hiểu. Chào Hoa Vũ, bệnh phụ khoa có lây cho chồng em được không ạ? Bệnh lý phụ khoa thì có một số các bệnh lý có thể lây nhiễm qua lây truyền qua đường tình dục. Đó là những cái bệnh như là sùi màu gà này, rồi giang mai, rồi lậu này, đấy, trichomonas này, là đấy có thể là lây qua đường tình dục nếu mà như mà mình quan hệ mình không có che chắn và bảo vệ bạn nhé. Viêm lộ tuyến cổ tử cung là thế nào hả bác sĩ? Dạ tí nữa bác sĩ sẽ nói rõ hơn về vấn đề này cho anh nhé. Đây chúng ta đi một chút về cái 45 người xem rồi, khá là nhiều. Xin chào mọi người, xin chào chị Thúy Liễu, chào bác sĩ ạ. Vân Cherry, chào Vân nhá, chào anh Trần Việt Hòa. Hôm nay mọi người nhìn cái này mình còn người nhìn rõ không ạ? Là hơi khó nhìn một tí nhỉ, để hơi tối một tí nhỉ. Góc này. Chị Uy em hỏi tí, Liễu cứ nhắn tin comment ở dưới cho mình nhá. Và hôm nay cái livestream buổi ngày hôm nay thì sẽ có một cái suất siêu âm miễn phí dành cho những bạn nào mà làm đủ các bước mà mình đã ghi ở trên cái caption đấy. Đó là like này, share và comment có những cái câu hỏi tương tác với bác sĩ thì bác sĩ dành một suất siêu âm miễn phí. Dành cho bạn nào có làm đầy đủ các bước đó nhé và tương tác tốt với cả bác sĩ ngày hôm nay. Đấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái hôm nay tập trung vào cái âm đạo và cổ tử cung nhé. Thì đây là cái hình ảnh của âm đạo đây, âm đạo đây, âm đạo này, âm đạo là từ tính từ cái gì, từ cái cổ tử cung này đến tiền đình âm hộ thì là âm đạo này. Âm đạo của mình thì có hình trụ, ống trụ nhé, và nó có đàn hồi rất là tốt và có chiều dài khoảng tầm 8 phân. Đấy, còn độ dài ngắn thì tùy từng người nhá. Đấy, trung bình là khoảng tầm 8 phân và độ đàn hồi rất là tốt. Nó một cái hình trụ, đấy, nó có thành trước, thành sau và hai thành bên. Đấy, nó có thể co giãn đàn hồi được, đúng không ạ? Đấy, còn phần cổ tử cung. Cổ tử cung thì mọi người, nhiều người dễ nhầm lẫn giữa cổ. Cổ tử cung thì nó có cái phần bên trong và phần ống, lỗ cổ bên ngoài. Thì cái phần bên trong nó cũng là dạng hình trụ, đó. Thì cái phần cổ bên ngoài thì nó là một như là mõm cá mè ấy. Và đây này, đấy. Rồi, yêu hết rồi, đợi tí. Đấy, cổ tử cung ở bên ngoài thì nó là hình như mõm cá mè, đấy. Và được cái thành âm đạo nó bao xung quanh, đấy, bao xung quanh. Mọi người nhìn rõ chưa ạ? Đấy. Thì hôm nay mình sẽ nói về những cái bệnh lý về
âm đạo và cổ tử cung nhé. Âm đạo là một cái bệnh phụ khoa thì khá là nhiều chị em hay gặp đúng không ạ? À, xin chào mọi người, chào anh Thành, chào Tiến Đặng. Em bị ngứa bên ngoài có phải là em bị viêm không ạ? Bạn bị ngứa bên ngoài thì bạn có thể là bị bệnh, mình bạn nên kiểm tra, đến các cơ sở để kiểm tra để xem là mình là nguyên nhân là xuất bên trong hay là mình bên ngoài nhá. Nhiều khi là có thể là mình bị viêm nhiễm ở bên trong và chảy dịch ra ngoài sẽ gây ngứa bên ngoài. À, đó, hoặc là bạn có thể bị những cái bệnh về bệnh lý tình dục thì có thể là nó bắt xuất phát từ bên ngoài. Đấy, bạn nên đến kiểm tra để biết kỹ hơn nhá. Chào mọi người, chào bác sĩ xinh gái, chào Vũ Vũ, chào Đặng Xuân Quang. Em bị da khí hư nhiều có sao không bác sĩ? Bạn cái về vấn đề khí hư này thì bạn phải để cho mình nhá. Thứ nhất là bạn bị vào ngày nào của chu kỳ kinh? Bị vào ngày nào của chu kỳ kinh và gì khí hư có màu gì, có mùi gì, đó, nhiều hay ít? Đấy, có dính hay không? Nó như bã đậu hay là nó chỉ dính 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 nhá, như lòng trắng trứng. Đấy thì thường những mà cái giữa chu kỳ và gần cuối chu kỳ thì cái cổ tử cung sẽ mở và tiết nhầy thì là sẽ có nhiều cái khí hư đó. Nếu mà khí hư nó trắng trong bình thường mà dính thì có thể là khí hư của sinh lý giữa chu kỳ bình thường của bạn thôi chứ không phải là bị bệnh lý gì hết. Đấy. À, đấy. Đấy thì cái như mọi người bác sĩ đã nói trước là đang hưởng ứng cái xu hướng Black Friday của toàn thế giới thì bác sĩ sẽ dành ngay một suất miễn phí cho bạn nào tương tác đầy đủ 3 bước, like, share và comment tương tác bác sĩ đặt những câu hỏi thật là hay ở dưới cái livestream này nhá. Thì bác sĩ tặng ngay một suất siêu miễn phí. Ngoài ra thì bác sĩ sẽ có những cái chương trình giảm giá sắp tới rất là tốt cho cái gói khám phụ khoa cho các chị em được khám phụ khoa với những cái dịch vụ rất là tốt nhất nhưng mà lại cái giá thì cực kỳ rẻ. Mọi người có ủng hộ không ạ? Mọi người ủng hộ thì hãy thả tin cho bác sĩ nhá. À, và chia sẻ đi ạ. À, rồi, chúng ta sẽ đi vào cái phần cổ tử cung trước nhá. À này, âm đạo vẫn lại nói chưa nhỉ? Em nói rồi đúng không? Cái cổ tử cung thì rất nhiều bạn nhầm lẫn giữa viêm lộ tuyến cổ tử cung và lộ tuyến cổ tử cung. Tức là viêm lộ tuyến cổ tử cung là bao gồm cả lộ tuyến cổ tử cung và cộng với cả yếu tố viêm nữa. Đấy. Thì cổ tử cung thì nó có những cái phần gọi là lộ tuyến sinh lý, không phải là cứ lộ tuyến ra thì nó nhiều khi nó chỉ là cái phần lộ tuyến sinh lý thôi. Ở những cái tuổi sinh đẻ bình thường, phụ nữ sinh đẻ bình thường, cái tuổi sinh đẻ ấy, thì là nó sẽ có một phần cái lớp tế bào trụ nó lộ ra ngoài. Đấy, lớp một phần tế bào tuyến lộ ra ngoài thì gọi là khoảng tầm 5 mm từ cái lỗ ngoài ra xung quanh thì gọi là cái lộ tuyến sinh lý bình thường. Đấy, để cho các bạn xem một chút cái hình ảnh này thì trên cái này chưa rõ ràng lắm đây, cái này thực ra cái ảnh này thì nó không được chính xác lắm, ví dụ như thế này này, nó chính là cái lộ tuyến sinh lý thôi chứ không phải là bệnh lý gì cả nhá. À, rất là bình thường, cái ranh giới về trụ rất là rõ, đây là cái cổ lỗ ngoài cổ tử cung, đây cái má mẹ có môi trước và môi sau. Cái đây là ở ngoài, xung quanh là lớp tế bào vẩy và bên dưới ở đây cái phần đỏ đỏ này chính là tế bào trụ. Đấy, lộ ra ngoài một chút từ cái lỗ ngoài ra xung quanh là tầm 5 mm, nó gọi là lộ tuyến sinh lý bình thường tuổi sinh đẻ thôi. Thế còn khi mà nó lộ ra ngoài nhiều hơn cái khoảng đó thì người ta gọi là lộ tuyến bệnh lý nhá. Đấy, như ví dụ như này là lộ ra môi sau khá là nhiều đúng không, khoảng tầm 1 phân. Đấy, cái này là lộ hoàn toàn rồi, cái vàng vàng này là cái tuyến này là lộ hoàn toàn cái tế bào tuyến ra ngoài, gọi là lộ tuyến hoàn toàn tới đây này. Đấy, khá nặng. Thế cái những cái trường hợp mà đây đấy. À, thế còn những cái đến những cái tuổi mãn kinh ấy thì là cái lộ cái ranh giới vẩy trụ nó sẽ tụt vào bên trong thì là sẽ không nhìn rõ cái ranh giới vẩy trụ nữa và nhiều khi là đây không nhìn rõ cái ranh giới vẩy trụ thì đó là cái chuyện bình thường thôi. Đây, bác sĩ có máy soi không? Dạ, phòng khám của sản phụ khoa bác sĩ Đặng Hiền thì hiện tại có đầy đủ tất cả các máy móc để mình có thể kiểm tra được cái phần cổ tử cung của mình và điều trị những cái bệnh lý về cổ tử cung nhé. Có máy soi kỹ thuật số và máy đốt cao tần, điện cao tần. Đấy. Để có thể bệnh lý phụ khoa. Trang Nguyễn, em có được hỏi câu hỏi về việc làm lại tầng sinh môn sau sinh không bác sĩ? Chào bạn Trang Nguyễn, bạn Trang Nguyễn là sinh được bạn thứ ba rồi đúng không ạ? Bạn thứ ba rồi đúng không? Thì bạn cứ đặt câu hỏi đi, nếu mà bác sĩ trả lời được bác sĩ sẽ trả lời giúp bạn. Ngọc Sơn đỗ phòng khám Tân An. Công nghệ của Mỹ Hà bác sĩ. Công nghệ là
hiện tại là phòng khám có máy siêu âm Volution của Mỹ, là cái dòng cái hãng mà siêu âm thai tốt nhất trên thế giới hiện nay. Nó đưa ra những cái hình ảnh rất là sắc nét và để bác sĩ phục vụ bác sĩ rất là tốt, là để khảo sát các hình thái dị tật của thai tốt nhất. Xin chào bác sĩ. Đấy, để cho các bạn xem một ít cái hình ảnh của các bệnh lý về bệnh lý về cổ tử cung. Cổ tử cung thì nó được hình thành có hai, nó hai lớp tế bào cơ bản, là ở ngoài là lớp tế bào vẩy và ở dưới là lớp tế bào trụ. Đó, khi mà do cái âm đạo, độ pH âm đạo nó bị thay đổi rồi, nó không cân bằng được rồi, thì nhiều tố viêm nhiễm nhiễm trùng sẽ làm cho cái lớp tế bào vẩy nó bị mất đi, thì làm lộ cái tuyến ra ngoài, thì người ta gọi là viêm lộ tuyến cổ tử cung. Đó, thì ngoài những cái bệnh lý lành tính của cổ tử cung thì có như thế này, cho các bạn xem một ít hình ảnh về viêm lộ tuyến cổ tử cung nhé. Hình ảnh đây là cái hình ảnh những cái thành bệnh lý lành tính thôi. Tụi là nang na bốt, các bạn đã từng nghe đến nang na bốt đúng không ạ? Đấy, hàng lô thi bạn là bác sĩ vừa nói về cái viêm lộ tuyến đấy, bạn đã nghe rõ chưa? Về nang na bốt cổ tử cung mình đã nhìn thấy bao giờ chưa? Đây là cái cổ tử cung nhá. Nang na bốt thì nó, cổ tử cung thì nó có hai loại, một là loại là ở trong tận trong ống cổ, khi mà mình siêu âm thì mình có thể nhìn thấy, bác sĩ xem có thể nhìn thấy, và một loại là nang na bốt ở cái cổ ngoài, lỗ ngoài của ống cổ tử cung. Đây ví dụ như này, dụ như đây các bạn nhìn rõ không ạ? Đây cái nang đấy là cái cổ tử cung của mình nhá. Đấy, cho nó hơi lóa nhỉ. Đây là cái nang na bốt này. Nang na bốt nguyên nhân là cái gì? Nguyên nhân là khi mà cái lớp tế bào vẩy nó tái tạo lại, nó bao phủ ra cái tuyến nhầy ở dưới cái lớp tế bào trụ, nó sẽ tạo ra cái nhầy, nó vẫn cứ tiết ra mà lớp tế bào vẩy nó bao phủ lên trên, nó tạo thành những cái nang na bốt như thế này. Sao tôi lại tối thế nhỉ? Thực ra nang na bốt thì nó lành tính thôi, thế nhưng mà nếu mà điều trị được thì vẫn là tốt hơn. Đấy. Ngoài ra đây còn hình ảnh lộ tuyến đấy. Đấy, lộ tuyến cho các bạn xem một ít hình ảnh về lộ tuyến cổ tử cung nhé. Đấy là sinh lý bình thường đây. Đây lộ tuyến này. Lộ tuyến này, lộ tuyến rất là nặng rồi. Cái này phải dùng các biện pháp như là đốt điện này, hoặc là đốt laser, hoặc là áp lạnh. Đấy, có rất nhiều phương pháp điều trị. Nhưng mà mỗi phương pháp lại có một cái nhược điểm và ưu điểm khác nhau. Đây, tùy từng tình trạng của bệnh nhân mà bác sĩ có thể chọn lựa những cái phương pháp điều trị tốt nhất. Điều trị viêm lộ tuyến có sao ạ? Rất là nhiều bạn rất là thắc mắc câu hỏi này, rất là nhiều người gặp bác sĩ gặp rất là nhiều, đó là bác sĩ ơi em chưa sinh đẻ thì em đốt lộ tuyến thì có vấn đề gì không, có ảnh hưởng gì đến sinh đẻ gì không. Thì cái này bác sĩ trả lời luôn là cái đốt lộ tuyến này nó là cái tác động vào cái bề mặt của cổ tử cung đấy, chứ không phải là mình, và quan trọng là các bạn phải đến nào mà bác sĩ thật là có chuyên môn cao này, uy tín này, làm có kỹ thuật tốt thì các bạn sẽ không sợ, tại vì nó sẽ cái điều trị này sẽ không ảnh hưởng đến chuyện sinh đẻ đâu, nó chỉ ảnh tác động vào những cái lớp bề ngoài của cái cổ tử cung thôi, để các lớp tuyến nó tái tạo, các lớp tế bào vẩy nó tái tạo lại đấy, chứ không và bác sĩ sẽ không tác động vào cái lỗ ngoài cổ tử cung đấy, để có thể gây dính thì không sợ gì đến chuyện sinh đẻ nhá. Thế còn các bạn phải cẩn thận với những cái cơ sở y tế mà nó không đảm bảo. Hiện thì rất là nhiều các cơ sở y tế không đảm bảo, chứ không phải là ít nữa. Và hiện nay ở tại Hà Đông này, bác sĩ cũng đã có rất nhiều bạn inbox cho bác sĩ là đã đi khám những chỗ đó, thì mình không tiện nói ở đây. Nhưng mà bác sĩ đến thì bảo là phải truyền, rồi thì phải sụp ozone, rồi thì phải chiếu tia hồng ngoại, rồi nói chung là rất là nhiều các phương pháp mà cái tiền nó đội lên rất là nhiều, ví dụ là hàng chục triệu, hàng 20 triệu điều trị những cái bệnh lý đó, trong khi là giá khi mà mình điều trị bình thường ở trong viện hay là các phòng khám uy tín thì chỉ hết vài 1-2 triệu, 1-2 triệu gì đó đấy, thì thế thôi. Và nhiều khi người ta chưa chắc đã là bác sĩ điều trị cho các bạn đấy, người ta điều trị không tốt, người ta có thể đốt vào cái lỗ ngoài cổ tử cung, gây ra bít tắc, gây ra dính, gây ra cái lỗ cổ tử cung mình bị tắc lại. Đấy là cái, những cái đó thì có thể gây ảnh hưởng đến chuyện sinh đẻ của các bạn. Thế còn nếu mà các bạn mà chọn những cơ sở uy tín thì các bạn không phải lo nhé. Tại vì nếu mà lộ tuyến nặng mà các bạn không điều trị thì có thể là sẽ gây ra những cái bệnh lý về ác tính. Đấy. Tại vì là hiện tại ở viện bây giờ mình gặp rất là nhiều cái trường hợp các bạn còn trẻ nhưng mà đã tiền ung thư và ung thư rồi, chứ không phải là không, chỉ 28, 29 tuổi là cũng có gặp ung thư rồi đấy,
nhiều khi là chỉ đi khám bình thường thôi, khám bình thường mà đã phát hiện ra ung thư đấy, ở trong cổ thì cũng đã loét hết cả ra rồi đấy, cho mình trước mình quên không chụp ảnh lại cái đấy nhỉ. Nên là thành ra các bạn đã từng quan hệ tình dục thì các bạn nên khám định kỳ cho mình và làm sàng lọc về xét nghiệm tế bào ung thư đó. Đã quan hệ rồi thì nên làm để sàng lọc cái tế bào ung thư đấy. Hiện tại thì có rất nhiều phương pháp sàng lọc, ví dụ như là sàng lọc tế bào ung thư này và sàng lọc với HPV ung thư. HPV là cái virus, nó là Human Papilloma Virus, nó là cái loại virus mà gây được nghiên cứu là có liên quan đến ung thư cổ tử cung, là hay gây ra ung thư cổ tử cung nhất, với những cái tuýp, nó có rất nhiều tuýp và nó có khoảng tầm 12 14 tuýp nguy cơ cao, trong đó có tuýp 16 và tuýp 18 là nguy cơ cao nhất, có liên quan rất là chặt chẽ với cả cái ung thư cổ tử cung. Đấy, thường là những cái ca mà đã ung thư cổ tử cung thì người ta xét nghiệm thường là có liên quan đến HPV, những cái tuýp cao như thế. Thì HPV trong virus HPV khi mà mình còn trẻ và mình đã qua tình dục thì mình đã có nguy cơ lây nhiễm rồi. Thì khi mà còn trẻ thì cái HPV trong cơ thể mình nhiễm thì mình còn nó có thể tự đào thải trong vòng khoảng tầm từ 1 đến 3 năm. Thì nhưng mà thế nên là khi mà khoảng tầm 30 tuổi, tầm 20 khuyến cáo là khoảng tầm 29 tuổi đổ đi là các bạn nên làm sàng lọc HPV và ung thư cổ tử cung, xét nghiệm tế bào đấy. Để mình sàng lọc nhé, để mình cho yên tâm, để còn nếu mà mình biết để mình còn điều trị sớm, tại vì cái ung thư cổ tử cung này thực ra nó còn đỡ hơn rất nhiều các loại ung thư khác, là mình phát hiện sớm mình có thể điều trị được rất là tốt. Xin chào Vân Su, xin chào An Khang, chào Lily Đặng. Viêm lộ tuyến đốt điện bao lâu hồi phục hoàn toàn hả bác sĩ? Chào bạn Khang, thì bác sĩ trả lời câu hỏi của bạn. Viêm lộ tuyến cổ tử cung thì thường là khoảng tầm 3 tháng nhé, từ 3 tháng thì nó sẽ tái tạo ổn, còn tùy cơ địa từng người nhé, có thể là nó có thể là sẽ lâu hơn hoặc có thể sớm hơn một chút. Bác sĩ xinh đẹp của em cảm ơn Vân nha. Thanh Ngân Phạm, các bạn là hãy thả tim đi ạ, thả tim và chia sẻ cái bài viết này cho bác sĩ nhé, cái livestream này cho bác sĩ nha. Bác sĩ ơi, làm thế nào để được suất siêu âm miễn phí ạ? Các bạn hãy nhớ ba bước bác sĩ đã viết trên caption rồi đấy ạ. Một là like, hai là share và ba là comment tương tác, đặt những cái câu hỏi thật là hay ở dưới cái bài livestream này thì bác sĩ sẽ chọn ra một bạn tương tác tốt nhất để tặng một suất siêu miễn phí nhá. Và các bạn hãy chờ đón vào tháng 12 này thì bác sĩ sẽ chạy một cái chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt dành cho gói khám phụ khoa. Để cho các chị em vừa được khám khoa những cái chất lượng dịch vụ tốt nhất mà lại được những cái giá mà cực kỳ rẻ, đúng không ạ? Về Thanh Ngân Phạm, chi phí sàng lọc đó khoảng bao nhiêu ạ? Các bạn đang nói đến cái sàng lọc về ung thư cổ tử cung đúng không ạ? Giá của các sàng lọc của các công ty xét nghiệm hay là những cái túi các bệnh viện nó sẽ khác nhau, nhưng mà giá xét nghiệm tế bào thì khoảng tầm 5 6 700 đó. 6-700, đấy còn xét nghiệm HPV thì khoảng tầm 7-800, tùy từng cơ sở và tùy từng phương pháp. Có rất nhiều phương pháp để làm. Ví dụ như cái xét nghiệm tế bào thì nó có rất nhiều phương pháp, như là phương pháp thin, phương pháp Nova, phương pháp pap smear bình thường thì nó sẽ rẻ hơn. Pap smear thì sẽ rẻ hơn tại vì nó không được cao cấp như là những cái loại như thin hay là Nova. Đấy thì đấy mình cũng nên khuyên các bạn là khi đã có quan hệ tình dục rồi thì các bạn nên xét nghiệm sàng lọc về xét nghiệm tế bào ung thư cổ tử cung, sàng lọc khoảng 3 năm một lần. Theo khuyến cáo thì nếu các bạn từ 29 tuổi đổ đi, các bạn mà vừa làm xét nghiệm tế bào vừa làm HPV thì khoảng tầm các bạn là 5 năm kiểm tra lại một lần. Nếu mà âm tính, nếu mà kết quả âm tính ý, thì 5 năm kết quả kiểm tra lại một lần. Thế còn về xét nghiệm tế bào không hoặc xét nghiệm HPV không thì khoảng tầm 3 năm. Thế nhưng mà theo mình ý, thì là cái giá của cái xét nghiệm này thì nó không hề đắt quá, thì mình nên làm khoảng tầm 1 năm một lần thì cũng không vấn đề gì cả. Đấy, cho nó yên tâm. Tại vì người hay là máy làm thì thỉnh thoảng nó cũng sẽ có xác suất, tỷ lệ chứ không được 100% đúng không ạ? Xin chào Zili Trinh Nguyễn, xin chào bác Trầm Kim Thu. Hôm nào chị live hát nhé, hi hi. Chị cũng muốn hát lắm nhưng mà dạo này giọng của chị nó rất là kém, không hiểu sao. Sợ hát mọi người lại thoát hết không ai xem nữa.
Chào chị Ngọc Linh, Huyền, chào Đào Ngân. Đang xem nào. À, sẽ dừng lag rồi, không không chạy được nữa rồi. Đây cho mọi người xem một chút cái đây. Đây hình ảnh viêm cổ tử cung nhé. Viêm thì không chưa lộ tuyến. Đấy, là hình ảnh viêm lộ tuyến. Đấy, bôi logo vào nó sẽ như thế này. Đấy. Cái viêm lộ tuyến này thì viêm cổ tử cung thì có nguyên nhân là có thể là do tạp khuẩn, do lậu, do chlamydia hay là do giang mai gì đó. Đấy, cái này thì có thể là gây đến viêm phần phụ được. Và sau cổ tử cung thì thầy sẽ thấy là cái vết trắng mỏng và có thể là dễ chảy máu. À, xin chào cỏ chị cỏ ba lá, test tế bào ung thư hết bao nhiêu? Đấy, mình em vừa nói rồi đấy, là cái xét nghiệm tế bào này thì nó có thể là dao động khoảng tầm từ 500, 600, 700. Đây là tùy từng cơ sở, có thể là cao hơn nữa. Đấy là nói về cái làm chạy máy nhé, còn pap smear thì nó sẽ rẻ hơn. À, viêm lộ tuyến có ảnh hưởng gì đến chuyện sinh em bé không ạ? Thực ra cái viêm lộ tuyến này cũng sẽ ảnh hưởng một phần đến cái chuyện mà có em bé anh gấu nhá. Thế nên là không phải là cứ bị là viêm lộ tuyến nó sẽ ảnh hưởng đến, nhưng mà sẽ tùy, nó sẽ có ảnh hưởng một phần đó. Thì các bạn nếu mà phát hiện được viêm lộ tuyến rồi thì các bạn nên điều trị để cho cái việc mà khi mà mình có em bé nó được, nó có hiệu quả tốt nhất. À, bị viêm nhiễm lộ tuyến cổ tử cung có thể tự khỏi được không bác sĩ hay phải qua bác sĩ điều trị? Cái viêm lộ tuyến này nếu những cái trường hợp mà viêm lộ tuyến nhẹ thì nhiều khi cơ thể các bạn tăng sức đề kháng này, các bạn ăn uống đủ chất này, tập luyện thể dục thể thao, các bạn ăn nhiều rau, nhiều hoa quả, rau xanh, tức là cái lối sống sinh hoạt thật là tốt, thì là cái nhiều khi nó sẽ tự tái tạo lại được. À, cái kể cả cái viêm nhiễm âm đạo hay là tái tạo cổ tử cung ấy. Đấy, nhiều khi là nó sẽ mất rất nhiều thời gian, nó khoảng tầm 1 2 năm gì đó, nhưng mà nó cũng sẽ có thể tự tái tạo được. Thế còn trường hợp mà lộ tuyến nặng thì các bạn nên đến điều trị, tại vì nhiều khi nó sẽ rất là khó tự tái tạo được. Đang bầu có đặt được thuốc trị viêm không ạ? Xin chào bạn anh gấu. Có những cái loại thuốc người ta sản xuất ra có thể đặt được cho những phụ nữ đang mang bầu nhé, tại vì thành phần của nó khá là lành tính. Nhưng mà các bạn thì khoảng tầm tháng quý thứ hai thì đặt thì nó sẽ ok hơn. Ôi chưa rồi, mạng lag rồi, không thể kéo được. Đây một trường hợp nữa hay gặp nhất là hay gặp nữa là cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, là sùi màu gà. Nó có thể sùi cả ở âm hộ và cũng có thể sùi cả bên trong cổ tử cung. Ví dụ như thế này, các bạn có thể nhìn đây là hình ảnh sùi màu gà trong cổ tử cung đấy ạ. Đấy, đây là hình ảnh sùi màu gà đây, những cái vết trắng này sùi đây. Đây là cái lỗ ngoài nhá. Đấy là cái cổ tử cung, còn đây là cái vết sùi đây. Đấy. Khi mà phát hiện ra sùi này thì các bạn phải nên điều trị cả vợ cả chồng thì mới dứt điểm được bạn nhé. Ôi giời, mạng lag rồi mình không thể nào mà xem được, không phải xem được mọi người nói gì nữa rồi. Rồi mạng lag không thể nào xem được mọi người nói gì nữa, dừng lại. Rồi lát quá, bây giờ lấy lại chạy tiếp này. Xin chào cô Nguyễn Ưng ạ, hôm nào cô rảnh cô ra làm xét nghiệm nhé. Dạ vâng ạ. Hôm nào cô rảnh cô ra làm xét nghiệm nhá. Và cái thời điểm mọi người khám phụ khoa mà thích hợp nhất đó là cái thời gian khi mà sạch kinh từ 2 đến 5 ngày. Thì mọi người bố trí trong khoảng thời gian đó siêu âm sẽ là đến khám phụ khoa sẽ là ok nhất. Rồi để xem mọi cho xem mọi người xem một chút cái hình ảnh đây còn lại polyp cổ tử cung nữa. Mọi người đã nghe đến polyp cổ tử cung rồi đúng không ạ? À, xin chào Mai Di Đặng. À, rồi không thể xem được tại vì nó lag quá. Đây là hình ảnh polyp cổ tử cung nhé. Đấy. Mọi người có thấy hình ảnh đấy ạ? Đấy, polyp cổ tử cung đây. Đấy, hình ảnh đây là cái lỗ ngoài của tử cung nha, cái cổ tử cung. Đấy, thì đây là cái polyp mà nó hình thành là cái lớp tế bào tuyến ở trong ống cổ, nó đi ra nó bị tăng sản. Nó tạo thành cái polyp như thế này. Đấy, những cái polyp nhỏ thì mình có thể điều trị bằng cách xoắn polyp. Những cái polyp to thì sợ sân chân sâu ở tít ở trong ống cổ thì mình sẽ phải tính nghĩ đến cái phương pháp phẫu thuật nội soi. Chị Ngọc Linh Huyền đúng rồi, xét nghiệm HPV cho em à?
Dạ vâng ạ, à, tại phòng khám hiện tại sẽ đầy đủ tất cả các loại xét nghiệm HPV và xét nghiệm ung thư cổ tử cung ạ. Thì nếu mà các chị, các bạn mà có nhu cầu thì có thể đến phòng khám để bác sĩ tư vấn cho mình tốt nhất nhé. Bác sĩ có tư vấn làm sao để xinh đẹp được như chị không ạ? Cảm ơn Vân Su, Vân Su thì quá xinh rồi, chị bình thường thôi, cảm ơn em động viên. bảo qua chỗ em mà chơi mà chưa qua được. Vâng chị Linh ơi, hôm nào mà à, chị Ngọc, chị Huyền nhỉ, Ngọc Linh Huyền, hôm nào chị rảnh mà sắp xếp thời gian thì chị qua bên em nhá, để tham quan với cả nếu mà có nhu cầu khám thì em sẽ tư vấn và khám cho chị. À, Nguyễn Hoàng Ánh Hồng, bác sĩ làm việc chăm chỉ quá, cảm ơn Hồng nhá. Huyền Trang Hoàng, chị Hiền trong, à xin chào Huyền Trang Hoàng, chị trong thời kỳ rụng trứng ra một chút dịch nâu có sao không ạ? Thực ra cái trường hợp này khá nhiều người gặp em ạ, rất là rong, nhiều khi thời gian rụng trứng có ra một chút dịch nâu thì cái này không không phải đáng lo lắm đâu. Bác sĩ vừa sinh vừa giỏi, cảm ơn Minh Trang nhá. Cảm ơn động viên chị Thiên nhé. Để xem có hình ảnh nào cho mọi người xem. Thì, cổ tử cung khi mà làm soi cổ tử cung thì các bước làm soi cổ tử cung là khi mình phải làm sạch cổ rồi, sau đó mình sẽ dùng một cái test gọi là test bôi axit citric đấy để đánh giá được các cái đánh giá được các tổn thương nghi ngờ ác tính ở trên cổ tử cung. Và thứ hai là mình làm test Lugo, mình cho Lugo, bôi Lugo vào để xem đánh giá lại cái tình trạng lộ tuyến hay là tình trạng đánh giá lại xem là cái có cái tế bào ác tính nào không. Đó thì các bạn mà đi soi cổ ở đâu, ở đây ở đâu nữa thì các bạn phải để ý là các bác sĩ phải làm hết những cái bước đó thì mới đánh giá chính xác được cái cổ tử cung của mình. Chứ còn nhiều nhiều bạn đi khám rồi ở các chỗ không uy tín gửi ảnh cho bác sĩ thì thực sự là nhìn cái ảnh đó mình không thể tưởng tượng được tại tại sao người ta lại có thể chụp được những cái ảnh như thế mà vẫn thu tiền của bệnh nhân. Thì mình cũng thấy rất là xót xa cho bạn bệnh nhân đấy. Thì đi khám cũng hết rất nhiều tiền nhưng mà cuối cùng là cái kết quả thì nó mang lại thì nó sẽ không được, không xứng đáng với cái tiền mình bỏ ra. Đó. À, đây này, ví dụ hình ảnh, một cái hình ảnh về ung thư mình để đâu rồi nhỉ? Mọi người xin chào cả nhà, xin chào mọi người. Kinh không xin chào rượu bồng, kinh không đều thì nên uống thuốc gì bác sĩ ơi? Rượu bồng ơi thì nếu mà kinh em không đều thì em có thể đến kiểm tra xem là nguyên nhân vì sao hay là vì nội tiết, và bạn có muốn có nhu cầu có em bé bây giờ hay không? Đấy. Để xem là nhiều khi là có thể kinh không đều nó ra máu bất thường, nó có thể là kinh rối loạn nội tiết ra ra máu không đều, hoặc là có thể nó do thực thể là tại nó có một cái nguyên nhân gì đó ở trong tử cung hay buồng trứng của bạn mà nó gây ra ra máu như thế, thì bạn nên đến kiểm tra siêu âm kiểm tra rồi khám để đánh giá tình trạng của bạn là nguyên nhân từ đâu để mình điều trị. Còn nếu trường hợp mà là chỉ ra nội tiết thôi thì nếu mà bạn có nhu cầu mang thai thì bạn nên điều trị nhé. À, xin chào Jilly Chi Nguyễn, em đã khám phụ khoa ở đây. Lúc đầu chưa khám mình rất sợ nhưng bác sĩ Yên khám rất cẩn thận nhẹ nhàng nên cảm thấy cái chỗ này không không lại còn không mở ra xem được chứ. Cảm ơn Jilly Chi Nguyễn nhé, cảm ơn đã ủng hộ phòng khám của chị. Hàng xóm viêm lộ tuyến cổ tử cung có biểu hiện như thế nào ạ? Xin chào bạn, viêm lộ tuyến cổ tử cung nhiều khi sẽ có triệu chứng mà nhiều khi cũng rất là không triệu chứng, nó rất là âm mỉ, nó rất là gọi là gì ạ, nó không có triệu chứng rõ ràng đấy. Nhiều người thì có thể là bị ra nhiều dịch, ra nhiều khí hư, khó chịu, ngứa này, đã là có yếu tố viêm rồi. Còn những trường hợp mà lộ tuyến mà không kèm viêm thì nhiều khi là các bạn không biết, vô tình tự dưng một hôm đi khám phụ khoa soi cổ tử cung thì tự dưng lại thấy là lộ tuyến rất là nhiều đấy, hoặc là nhiều bạn mà có nhu cầu sinh em bé rồi đi khám tự dưng phát hiện ra là bị lộ tuyến mà không hề có dấu hiệu gì hết đấy. À, xin chào bác sĩ Trần Vũ Quang. Rồi, sẽ bắt đầu. Cổ tử cung, mọi người có muốn hỏi gì vấn đề viêm lộ tuyến cổ tử cung đúng không ạ? Về điều trị thì đấy, bác sĩ đã nói rồi là có thể những cái trường hợp mà điều trị nhẹ, viêm lộ tuyến nhẹ thì có thể đặt thuốc. Đặt thuốc điều trị đầu tiên là có viêm phải đặt thuốc điều trị viêm đã. Sau đó mình sẽ đặt thuốc để tái tạo lại cái vi khuẩn có lợi và cái độ pH của âm đạo một thời gian khoảng tầm 1 đến 2 đến 3 tháng gì đó.
để cho cái tử cung, cổ tử cung của mình tự tái tạo lại, cho cơ thể của mình tự tái tạo lại. Bên kèm bên đó là các bạn nên tập thể dục thể thao này, có lối sống sinh hoạt lành mạnh, không thức khuya, ăn uống phải đầy đủ chất, và kèm theo thể dục thể thao đó để tăng cái sức đề kháng cơ thể lên, thì nhiều khi nó sẽ tự tái tạo, cái quá trình tái tạo của cơ thể nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cái nhiều nên là nhiều khi các bạn mà stress căng thẳng rồi mệt mỏi các thứ cũng nó cũng sẽ làm ảnh hưởng một phần, làm cho cái mình cái tình trạng viêm ngày càng nặng lên. Hoặc là những trường hợp mà vệ sinh nữa, vệ sinh không đúng cách. Các bạn vệ sinh thì các bạn phải nhớ là không được thò tay vào trong âm đạo mà chỉ vệ sinh bên ngoài thôi. Và cái trường hợp những cái mà nhiều bạn ngâm lá này lá kia thì bác sĩ khuyên là cũng không nên, tại vì nhiều khi cái những cái lá đấy nó cũng chưa chắc đã sạch mà mình lại ngâm vào đó. Đấy. Thì xin chào. Xin chào Minh Ngọc Hoàng, xin chào Trọng Tài Lê. Chào Nana. Đấy thì các bạn đầu tiên là phải cả sinh hoạt lối sống của mình nữa, kèm theo đó là mình sẽ dùng thuốc hỗ trợ, đặt thuốc tại chỗ điều trị viêm, sau đó điều tái tạo lại bằng các vi khuẩn có lợi. Các vi khuẩn có lợi và để cho cân bằng cái độ pH của mình, để cho cơ thể tự cân bằng lại. Có những cái trường hợp mà lộ tuyến nặng rồi thì nhiều khi nó tái tạo rất là lâu, rất là khó tự tái tạo. Các bạn có thể nghĩ đến các phương pháp điều trị khác, ví dụ như là dùng laser, dùng đốt điện hoặc là dùng áp lạnh. Thì mỗi cái phương pháp điều trị nó lại có những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Thì các bạn phải tùy cái tình trạng của các bạn như thế nào thì bác sĩ sẽ tư vấn cho các bạn là nên dùng cái biện pháp nào cho phù hợp. Thì giá cả của các cái biện pháp nó cũng khác nhau nữa. Đấy. Thì các bạn phải tùy vào cái tình trạng điều kiện kinh tế này, tùy vào cái tình trạng viêm nhiễm của mình thì để chọn cái phương pháp cho phù hợp. Và các bạn nên nhớ là cái đốt điện ấy thì nó không ảnh hưởng nhiều đến cái chuyện sinh đẻ của các bạn. Các bạn nhớ như thế nhá, không nhiều bạn vẫn nhầm lẫn là đốt lộ tuyến là ảnh hưởng đến chuyện sinh đẻ này nọ, rồi khác chưa mà chưa có con, chưa lấy chồng thì không muốn đốt. Những trường hợp mà đốt nặng, viêm nặng quá thì các bạn vẫn phải nghĩ đến chuyện đốt, tại vì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái chuyện sinh đẻ của các bạn. Và nhưng mà quan trọng là cái người bác sĩ làm cho các bạn phải là có chuyên môn, là có kỹ thuật tốt. Và các bạn có đặt câu hỏi không ạ? Mọi người nhớ like, share và chia like này, share này và comment tương tác với cả bác sĩ ở dưới nhá. Viêm nhẹ có nên dùng thuốc kháng sinh không bác sĩ? Chào bạn Thu Hường Trần. Khi mà các bạn viêm nhẹ thì bác sĩ cũng khuyên là không nên dùng kháng sinh. Đó, các bạn dùng kháng sinh nó lạm dụng thì cũng không tốt. Thì đấy như bác sĩ vừa nói đấy, các bạn hãy có thể đặt loại thuốc loại là nhẹ thôi, cộng thêm với lại ăn uống đầy đủ rồi sinh hoạt lối sống sinh hoạt thật là tốt để đang tăng cường sức đề kháng lên thì cái tình trạng viêm nhiễm có thể là sẽ đẩy lùi được nhé. Mạng lag quá không thể tải được nhỉ. Xin chào anh Trọng Tài Lê, em rất hâm mộ bác sĩ. Bác sĩ chào em một câu được không? Dạ em vừa chào em rồi đấy ạ. Mọi người có câu hỏi gì đặt đi ạ. Mình livestream được bao nhiêu phút rồi nhỉ? Được 30 phút rồi đấy. Mọi người có câu hỏi gì nữa không ạ? Thì nếu mọi người câu hỏi nào nữa thì các bạn có thể đặt inbox cho bác sĩ hoặc là đặt comment ở dưới cái livestream này, thì bác sĩ khi mà kết thúc cái livestream này thì bác sĩ sẽ đọc và trả lời cho các bạn nhé. Thì chắc là bác sĩ sẽ dừng cái livestream tại đây và mình sẽ dành tặng một cái suất siêu miễn phí cho một bạn nhé. Để mình xem nào. Thư ký đâu, thư ký được bạn nào nhỉ? Rồi, ok, để kiểm tra xem đã livestream chưa nha. Tớ bác sĩ xin tặng một suất siêu miễn phí cho bạn Phạm Thanh Ngân. Chúc mừng Phạm Thanh Ngân nhá. Bạn cái suất miễn phí này sẽ được áp dụng trong từ bây giờ đến tháng cuối tháng 12, các bạn sẽ sắp xếp để đến phòng khám để được hưởng cái suất siêu miễn phí này nhá. Và mọi người đừng quên là tháng 12 này bác sĩ sẽ có một chương trình giảm giá đặc biệt với một gói khám phụ khoa cho các chị em, để các chị em được khám phụ khoa với những cái dịch vụ tốt nhất và những cái giá cả cực kỳ hấp dẫn nhá. Bác sĩ sẽ xin dừng cái livestream tại đây. Xin chào mọi người. Những câu hỏi khác thì bác sĩ sẽ trả lời sau nhá. Bye bye.